Canon 1785 đây là một chiếc lens tốt có motor USM dành cho anh em mới chơi nhiếp ảnh mà cần cái chất lượng tốt hơn đồng kit 1855mm nhé. Trong hình là một chiếc lens 1785 rất là đẹp, đầy đủ hút kép, được bọn mình vệ sinh, đóng gói cẩn thận và chuẩn bị gửi tới tay khách hàng. Ống này đã ra đời khá lâu và dành cho cái tầm ống tầm trung, ra đời vào năm 2004 anh em nhé, ra đời tương đối lâu rồi đó. Lúc ra mắt thì giá của chiếc ống này lên tới 10 triệu, nói chung là khá là cao. Ở thời điểm hiện tại thì rất là rẻ rồi, nó chỉ loanh quanh khoảng tầm 1.8-2.8 anh em ạ. Về thực tế đến thời điểm hiện tại là năm 2021 thì chiếc lens này cũng được đánh giá rất là cao, phù hợp với nhiều cái nhu cầu chụp khác nhau như là chụp phong cảnh, rừng núi, thiên nhiên, phù hợp với lại những cái chuyến đi xa chúng ta cần một cái chất lượng lens ổn cho nhiều tiêu cự, phù hợp với phong cảnh, chi tiết ảnh lên đầy đủ, sắc nét tốt. Ngoài ra thì có motor USM, bởi vì đây là một cái hệ motor lấy nét siêu thanh, cũng rất là ổn cho cái việc mà lấy nét nhanh. Lens này đặc biệt phù hợp với những ai mà vừa mua một chiếc máy ảnh đầu tiên, sau đó thì cần một chiếc ống đa dụng. Rồi lens này rất là hữu ích cho cái việc mà các bạn đi chụp du lịch, có thể vừa chụp toàn cảnh này, chụp ở xa cũng được, chụp ở gần cũng được, chụp hoàng hôn hoặc bình minh. Đặc biệt là với cái thấu kính tốt thì bạn có thể chụp được các cái tia sáng mặt trời. Cái này thì khả năng xóa phông ở cái dạng bình thường, bởi vì khi mà kéo ra cái tiêu cự dài nhất là tiêu cự 85mm thì khẩu độ thì nó sẽ không phải gọi là tối ưu quá chân dung. Chỉ vì vậy thì khi lấy lens này sau thì anh em muốn chụp chân dung có thể lấy cho mình thêm một chiếc 50F1.8 hoặc 50F1.4, như vậy thì sẽ phù hợp hơn. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với chiếc lens này thì chúng ta có những chiếc như ví dụ như là cùng tầm tiền thì có 18-135 đời IS, còn cao tiền hơn thì chúng ta có 18-135 STM hoặc là 18-135 USM Nano hoặc là Tamron hoặc Sigma 1750F2.8. 1785 USM này có một cái đặc điểm, đó là có ngoại hình rất là đẹp, nó có một cái ngoại hình chung của cái dòng viền vàng, nó giống như 50 1.4 hoặc 85 1.8, nó sẽ có một cái viền vàng được thiết kế rất là chắc chắn đẹp, có ô cửa sổ để các bạn có thể lấy được xem cái khung khoảng cách mình lấy nét là bao nhiêu. Và nét này có một số nhược điểm như sau. Đầu tiên là khả năng lấy nét ở trong bóng tối thì nó sẽ hơi kém, chính vì thế thì khi lấy nét này thì anh em phải cần có các cái thiết bị hỗ trợ ánh sáng hoặc lấy những cái đời máy cao một chút thì nó sẽ hỗ trợ lấy nét trong bóng tối tốt hơn. Và cái điều thứ hai nữa là lens này là một lens nó cũng ra đời nó khá là lâu, chính vì vậy thì anh em sẽ phải chọn cho mình một chiếc ống nó đẹp một chút. Đừng ham những chiếc ống rẻ, bởi vì có những chiếc ống rẻ nó rất là nát, hay chất lượng thấu kính nó đã giảm xuống rồi vì giá lens rất rẻ. Chính vì vậy anh em cứ chọn những cái chiếc lens đẹp, và đặc biệt là đẹp như mới được thì mình quất, kiểm tra thật kỹ xem là ống kính có bị mốc xước hay là bị bong quá tinh hay không nhé. Và quan trọng nhất vẫn là chọn một nhà bán hàng có tâm bảo hành tốt để phục vụ anh em. Tóm lại, 1785mm USM là một chiếc lens thực sự tốt, có thể làm hài lòng đa số người chơi và là một chiếc ống tuyệt vời cho cái việc lần đầu tiên các bạn đến với một chiếc ống kính để chụp ảnh đa dụng.